Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái tập sách Năm chiếc bánh và hai con cá của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuần có đoạn kể rằng khi Ngài ở trong tù và một số anh chị em và hầu hết cũng là những người lương dân sống chung với Ngài, và họ đã nhờ Ngài dạy học, dạy tiếng Latin. Và chính Ngài đã dùng cái tài năng của mình, vì ông bà anh chị em biết trong tù đâu có sách vở tài liệu giáo án. Thế là Ngài đã dùng những bài thánh ca của Công giáo bằng tiếng Latin để mà dạy cho họ. Chẳng hạn như bài Kính mừng Maria, Ave Maria, hay là bài Lạy mừng Trinh Nữ Vương, Salve Regina. Và Ngài đã dạy cho họ, rồi bằng cách thức, rồi bằng hát theo cung điệu của người Công giáo, của bài thánh ca. Thế là không khí trong nhà tù, vào mỗi lúc khi chiều về 6 giờ lao động trong các cái phòng tắm, thì thường nghe râm ran vang lên các cái điều hát Salve Regina hay là Ave Maria. Chúng ta thấy những cái bài hát phổ nhạc nổi tiếng. Và không những là những người tù, anh em tù lương dân, mà ngay những người quản tù lúc này cũng thích thú và quên mất đi rằng mình đang quản cái và cấm kỵ những điều đó trong tù. Và ngược lại, họ lại là những người cùng xin học và thuộc lòng cùng hát Ave Maria. Một thời gian sau, có một người tù thân thiện đến gặp Ngài và thấy Ngài hằng giờ có cái ngồi lại để lần hạt, để đọc kinh. Cái người này mới nói: ông Thuần ơi, ông chỉ cho tôi với, bày cho tôi với. Và Đức Cố Hồng Y lúc bấy giờ Ngài đã dạy kinh Kính mừng tiếng Việt, rồi cách lần hạt. Và người này cũng thực hiện theo Đức Hồng Y. Và chẳng bao lâu người này được tha về nhà trước, ra khỏi tù trước. Và người này lại là người gần ở trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Cho nên khi trước khi ra về, ông này đã đến gặp Đức Hồng Y và nói: ông Thuần ơi, tôi về trước, tôi sẽ cầu nguyện cho ông. Và rồi đến lượt khi Đức Hồng Y được ra tù trở về, lại gặp lại được cái người bạn tù của mình năm xưa. Hai bên rất là vui mừng, thích thú. Và Đức Hồng Y đã hỏi ông bạn của mình: ông có nhớ lời gì ông nói với tôi nữa không đó? Cái người kia mới nói rằng: thưa ông, tôi giữ cái điều đó, tôi hứa với ông là hứa danh dự, mà tôi đã làm cái điều đó. Ông biết không? Trong suốt thời gian về nhà, tôi cởi xe đạp đến Đức Mẹ La Vang đó. Tôi đã cầu nguyện như ông dạy tôi. Tôi đã đọc kinh Kính mừng, tôi đã lần hạt ở nơi đó. Đức Hồng Y nói: vậy thì ông cầu nguyện sao nữa không? Cho tôi không? Có, tôi cầu nguyện cho ông. Cầu nguyện thế nào? Tôi nói với bà Maria thế này này: bà Maria ơi, bà hãy thương ông Thuần trong tù với. Ông ấy đáng thương lắm đó. Bà thương ông ấy với. Có tầng ấy thôi. Thưa cộng đoàn, tôi muốn mượn một chút cái tâm tình, cái kể chuyện của Đức Cố Hồng Y trong tập sách đó để có đôi lời chia sẻ với cộng đoàn chúng ta trong thánh lễ hôm nay. Khi nói về lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta có thể nghe nhiều bài giảng lắm rồi, và có lẽ cha xứ ở đây anh chị em cũng chia sẻ nói về gốc tích lịch sử, tất cả chúng ta hiểu rồi. Nhưng mà hôm nay khi suy nghĩ cái điều này, tôi muốn làm sáng tỏ thêm một chút về cái giá trị kinh Mân Côi. Giá trị của kinh Mân Côi trước hết, bởi vì kinh Mân Côi là cái kinh có giá trị. Ở đây ông bà anh chị em biết giá trị bởi vì thứ nhất, phần đầu của kinh Kính mừng là lời của sứ thần Gabriel đến thông báo, đến truyền tin cho Đức Mẹ. Vì lời này được Chúa sai sứ thần đến báo với Đức Mẹ,
kính chào bà Maria đầy ân phúc. Ta dịch ra kính mừng đó, kính mừng Maria đầy ân phúc. Một lời kính có giá trị, không phải là của loài người, mà đấy chính là thông điệp từ trời và chính sứ thần đến mách bảo cho Đức Mẹ. Cái giá trị hơn hết ở chỗ đó. Cái giá trị thứ hai là cái giá trị phần bên sau, đoạn sau của kinh kính mừng, là trong chuyện hành trình của Đức Mẹ đi thăm bà chị họ, mà khởi đầu bài phúc âm này nói đó, khi bà Maria Isabel được mang thai 6 tháng thì bà Maria vội vã lên đường, lên miền núi để thăm bà chị họ. Và khi đến thăm đó thì chính bà Isabel đã nói với mẹ Maria, bà là người có phúc hơn mọi người phụ nữ, bà là người có phúc lạ, con lòng bà gồm phúc lạ. Cho nên lời kinh đó cũng hết sức giá trị ở phần sau của kinh kính mừng. Cái giá trị của kinh kính mừng nằm ở trong cái lời mà nó chứa đựng tất cả mọi điều ở trong đó, khởi đi từ chương trình lịch sử cứu độ của Chúa. Và ông bà anh chị em biết, người ta nói không ngoa khi nói rằng kinh kính mừng là kinh tóm gọn lại bản sách tin mừng tóm gọn. Điều đó không sai, bởi vì tất cả nhắc nhở từ có sinh ra, có nhập thể, có sinh ra, có cứu chuộc, có chịu chết. Và thông thường khi chúng ta nói kinh kính mừng côi là kinh gì, cộng đoàn chúng ta trả lời là kinh kính mừng. Điều đó không sai, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu nói chắc kinh kính mừng thì vẫn là chưa đủ, bởi vì cái giá trị của kinh kính mừng ở đây có nắm bắt ở trong đó cho chúng ta thấy một cái cơ cấu khía cạnh khác. Đó là giá trị được cơ cấu trong chuỗi hạt mân côi. Có lẽ mọi người chúng ta đều có chuỗi hạt mân côi, tiếc rằng cái chuỗi hạt của tôi lại bỏ trong xe mất rồi. Mà tôi có thể nói cộng đoàn chúng ta biết, trong cái chuỗi hạt mân côi của chúng ta có cơ cấu 50 hạt. Và bên dưới thòng một đoàn đó, chúng ta thấy dưới cung có cái thánh giá chuộc tội. Bên trên thánh giá đó có một cái sắt hột, sau đó một khoảng cách thì có 3 hột liên tục, rồi đến một cái hột tiếp theo. Rồi khi đó mới đi từng vòng tròn, cứ một hạt rồi đến 10 hạt, một hạt đến 10 hạt và 50 hạt đó. Và cái giá trị ở đó nói rõ để chúng ta có thể thấy được rằng kinh mân côi không chỉ nói chắc kinh kinh mừng mà thôi, mà có thể nói được là tập hợp những kinh có giá trị. Bởi vì bên dưới đó cái tượng chuộc tội, khi chúng ta nằm lên chúng ta hôn tượng chuộc tội, chúng ta khởi đầu cho việc lần hạt, chúng ta đọc kinh tin kính. Kinh tin kính là những điều phải tin trong đạo, 12 điều phải tin mà giáo lý dạy chúng ta, các tông đồ đúc kết lại để rồi trong kinh tin kính ấy khẳng định niềm tin, đức tin của mọi người tín hữu. Kể cả lương dân khi đọc kinh tin kính thì cũng đặt mình vào trong cái niềm tin đó, mặc dù họ chưa có đức tin. Tuyên xưng đức tin, tuyên xưng niềm tin và khẳng định trong cái lời kinh mình đọc, đó là hết sức quan trọng. Mà sau cái lời kinh đó, cái hạt đầu tiên chúng ta đọc kinh lạy cha. Kinh lạy cha là một kinh quan trọng nhất, cao cả nhất, bởi vì đó là lời kinh của Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ. Khi các ông nói lạy thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, thì Chúa nói các con khi cầu nguyện thì cầu nguyện như thế này này: lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, vân vân. Một lời kinh mà đến hôm nay chưa có một kinh nào qua khỏi được hết. Tất cả trong phục vụ và các lời nguyện giáo dân khi soạn đều dựa trên cái mô phạm này. Và kinh lạy cha chính là kinh trọng nhất trong đạo Công giáo của chúng ta, mà chính Chúa Giêsu dạy cho chúng ta để bày cho chúng ta cầu nguyện hàng ngày và cầu nguyện luôn. Ít nhất ông bà anh chị em mỗi ngày chúng ta có kém lắm nữa thì ta cũng đọc kinh lạy cha khoảng độ 2 đến 3 lần. Còn nhiều người sốt sắng, nhiều người siêng năng thì chắc chắn kinh lạy cha được đọc rất nhiều. Đây là cái lời kinh cực kỳ quan trọng, cho nên nó cơ cấu nằm trong cái khởi đầu sau cái đọc kinh tín kính để vào chuỗi hạt mân côi, thì kinh lạy cha lại là kinh nhắc nhở cho chúng ta một điều quan trọng mà chúng ta luôn luôn thực hiện theo ý cha trên trời. Mà người bồn đào, người giáo dân bình dân chúng ta thường nói ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cái điều đó khẳng định cho chúng ta rằng để xin ơn thuần theo ý Chúa. Bởi vì trong kinh mân côi là kinh Đức Maria thuần theo ý Chúa. Đức Mẹ thưa thiện xin vâng là thuần theo ý Chúa.
Nhưng mà thuần theo theo sự soi sáng, sự thắc mắc của mẹ khi nói rằng việc đó xảy ra thế nào được, thưa Ngài Sứ Thần? Vì tôi còn lấy xây dựng gia đình đâu, cho nên tôi có biết đến chuyện việc vợ chồng đâu mà sinh con. Tôi có ăn ở theo lối vợ chồng đâu. Sứ Thần giải thích, và khi sự giải thích được thỏa mãn thì mẹ hoàn toàn thuần theo ý Chúa và trả lời, tôi xin vâng. Thì kinh lạy Cha dạy chúng ta sống sự xin vâng dưới đất cũng như trên trời, xin vâng theo ý Cha dạy. Và sau kinh lạy Cha, chúng ta thấy có ba kinh, ba hạt liên tục, đó là ba kinh kính mừng. Ba kinh kính mừng ấy có ý để xin cho chúng ta có ba cái nhân đức quan trọng, đó là đức tin, đức cầy và đức mến. Là người Kitô hữu mà không có ba nhân đức ấy thì đang còn bị què. Tin mà không cầy thì tin cũng vô ích. À, cầy mà không tin thì cầy cũng bỏ đi. Mến mà không có tin, không có cầy thì mến lý thuyết. Như vậy để xin được ba cái điều này, ba cái hạt đó, để nhắc chúng ta đọc cẩn thận và xin gói ghém trong ba nhân đức tin, cầy, mến. Đó, chúng ta thấy rất quan trọng. Cơ cấu ngay trong chuỗi hạt mân côi chúng ta cũng thấy đó. Và sau ba kinh đó, cái hạt rơi ra đó, anh chị em thấy không? Đó chính là kinh sáng danh. Kinh sáng danh, kinh sáng danh này là một lời mặc khải rất cụ thể trong mệnh lệnh Chúa sai các tông đồ đi truyền giáo. Anh em hãy đi giảng dạy muôn dân và làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Kinh sáng danh chính là đọc lại lời mặc khải, tuyên xưng lại lời mặc khải và tuyên xưng một Chúa Ba Ngồi. Mầu nhiệm trong đạo là mầu nhiệm gì? Giáo lý dạy chúng ta trong đạo chúng ta có ba mầu nhiệm chính, mầu nhiệm cả. À, mà mầu nhiệm cả đầu tiên là mầu nhiệm chi? Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngồi. Như vậy ở đó khẳng định cho chúng ta rằng chúng ta khởi đầu cho chuỗi hạt mân côi là một điều hết sức cao cả. Và sau đó anh chị em thấy cứ một hạt đến 10 hạt ngắm cái thứ ngắm trong cái mùa vui, thương, mừng và năm sư sáng. Thì các cái mùa ngắm đấy đều diễn tả cuộc đời khổ nạn, cuộc đời công khai, cuộc đời chịu chết. Và ngay cả những việc làm thiết thực nhất của Chúa Giêsu đều là những lời đúc kết ở trong Kinh Thánh, trong Tin Mừng. Ở đây tôi chỉ nói một ví dụ thôi, chẳng hạn như năm sư sáng. Khi chúng ta nói, thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Ta xin được sống xứng đáng là con cái của Chúa. Nhắc cái biến cố cuộc đời công khai của Chúa khi xuống dưới dòng sông Giô-đan để chịu phép rửa cho anh. Đó. Với một đức vâng lời. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa có tội đâu mà rửa tội. Chúa có mắc tội chứ đâu mà rửa. Nhưng mà Chúa để nêu gương sự sám hối cho chúng ta, để chúng ta bắt chước. Mà bắt chước gì? Ta xin được sống xứng đáng là con cái của Chúa. Mà xứng đáng con cái của Chúa thì sống ở răng. Có được trộm cắp không? Có được gian tham không? Có được lừa dối không? Có được vu khảo thêm điều đặt truyền không? Sống xứng đáng của con Chúa là có thì nói có, mà không thì nói không. Thực sự chân thành với mình. Đó. Hay là thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Người. Nhắc đến biến cố Chúa Giêsu và Đức Mẹ đi dự tiệc cưới Cana, cái niềm vui hôm đó là cái gì? Cái nỗi buồn hôm đó là cái gì? Ta suy nghĩ một chút để chúng ta biết được rằng hôm đó tiệc cưới Cana đang cao trào, đang vui vẻ, nhưng bỗng dưng thiếu rượu. Thì Đức Maria đã can thiệp vào đám cưới ấy và bảo Chúa Giêsu họ hết rượu rồi. Với một niềm tin mạnh mẽ, chắc quyết một quyền năng tình thương con của mẹ. Và mẹ cũng nói chứ nhiều hơn nữa, mẹ bảo những người giúp việc, người bảo gì anh em cứ làm theo. Và kết quả cuối cùng là tất cả những chum nước đổ đầy được là đã trở thành rượu ngon, nỗi buồn trở nên niềm vui khi có mẹ can thiệp. Đó, vững tin vào quyền năng của Chúa là gương của Đức Mẹ, cùng là gương và vững tin mà chúng ta ngày hôm nay. Cha chủ lễ khi này nói một câu mà tôi rất thích, đó là mừng lễ Đức Mẹ để học đòi bắt chước mẹ mà sống. Hay là thứ năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Ta sẽ được năng kết hợp Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể đó. Cái điều này để nhắc cái mầu nhiệm tình thương, hiến lễ, hiến tế, bánh thánh, Chúa bán thịt máu Người cho chúng ta. Đồng thời cũng nhắc chúng ta năng tham dự thánh lễ. Và đi theo dự thánh lễ thì cũng dùng tạo cho mình có đủ điều kiện
Mà sách giáo lý cũng dạy chúng ta sạch tội trọng và có lòng tốt, để chúng ta rước Chúa vào lòng. Năng tham dự thánh lễ nhưng mà phải rước lễ. Còn năng tham dự thánh lễ mà không rước lễ thì vẫn chưa đủ. Đó, chỉ một ví dụ trong bốn cái mùa ngắm: vui, thương, mừng, sự sáng. Trích dần một chút để anh chị em thấy được rằng mỗi chục hạt, khi chúng ta ngắm lên cái thứ ngắm đó thì chúng ta bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của Chúa Giêsu. Và các kinh kính mừng tất nhiên là lặp lại lời của sự thần và nhắc về cái biến cố quan trọng để chúng ta tán tụng, ngợi khen Chúa, cầu duyên với mẹ. Và sau đó là kinh sáng danh và các cái lời nguyện ở bên sau. Và trong kinh kính mừng phần sau, kinh Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, đó chính là lời cầu nguyện của giáo hội kết hợp để dâng lên Chúa. Và tất cả chúng ta là thành phần của giáo hội. Như vậy ông bà anh chị em biết, một chuỗi hạt mân côi trước đây có thể là 150 hạt, bây giờ rút ngắn lại chỉ có 50. Nhưng mà 50 hay 100 cái điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta thấy được cái giá trị của kinh mân côi để chúng ta đọc và cầu nguyện cho có ý thức. Ông bà anh chị em, cái kinh nghiệm trong cuộc sống, khi chúng ta thấy có giá trị một cái điều chi trong cuộc sống, có cái vật chi giá trị, chúng ta cất giữ nó cẩn thận lắm. Hoặc là có cái miếng thịt nào đó ngon mà mẹ nấu, mẹ muốn cất cho con, mẹ cất cẩn thận lắm. Còn cái gì xương, cái gì kém, thường thường ta không lấy làm đều. Vậy mà trong đạo của chúng ta, kính kính mừng, kính lạy cha, kính sáng danh và các thứ ngắm, những lời cầu nguyện rất quan trọng như vậy. Nhưng mà hiện nay, nói thật mà nói, có một số người vẫn coi thường, có một số người cho đó là chuyện quê mùa lạc hậu. Đừng lầm tưởng, bởi vì đó chính là lời kinh cao trọng nhất. Cho nên khi đúc kết được như vậy, để chúng ta thấy được cái giá trị quý mến. Và cùng nhớ rằng khi chúng ta có điều kiện sắm bộ trăng hạt 5, 70, 30, 100 hay là nhiều hơn, chứ cũng đừng sắm trăng hạt cái đồ quý mà đồ trang sức để mang cho vui, cũng chẳng có ích vị gì. Thậm chí khi chúng ta không có trăng hạt, chúng ta có thể dùng các đốt ngón tay chúng ta cũng có thể được. Miễn làm sao khi chúng ta ý thức được cái giá trị và đọc được kinh mân côi và có lời cầu nguyện trong đắc sốt sắng thì để mang lại hữu ích cho chúng ta. Và tôi muốn nói thêm một điểm nữa trong cái lời kinh hôm nay, cái giá trị của kinh mân côi mang lại ơn ích phần hồn, phần xác cho chúng ta. Tôi xin kể một vài cái chứng nhân cụ thể. Thưa ông bà anh chị em, người vinh của chúng ta được coi là mẹ Đức Mẹ đặc biệt đấy, mà nhà nhà lần hạt, người người lần hạt và rất nhiều người chúng ta lần hạt. Không có một vị linh mục nào, giám mục nào, người con của giáo phận mong yêu mẹ Đức Mẹ. Chúng ta thấy đó. Thì hôm nay khi kể một chút ở đây để anh chị em thấy được quý trọng kinh mân côi và cầu nguyện bằng kinh mân côi. Đó là có một chị tên là Anna Maria Trần Thị Nhung, một người con ở giáo xứ Lăng Hồi, giáo họ Yên Hồi, xứ Bầu Nham. Chị ta sống và buôn bán ở bên Ba Lan lâu năm. Vì trước đây khi ở nhà thì tôi còn các thầy có giúp một chút là học xưng tội lần đầu. Và gần cuối năm ngoái, trong một đêm gần khoảng tầm đổ 11 giờ, tôi nghe tiếng điện thoại đổ và nhớ lên thì tiếng điện thoại báo là từ nước ngoài về. Khi đó cũng định không nghe, nhưng mà cũng lường đử nước ngoài gọi về có thể có việc cần chắc. Mà khi đó tôi nghĩ rằng là có thể đây là khả năng là kẻ liệt bệnh tật ổng nên không gặp được cha nào hỏi chứ ổng nên. Tôi bốc máy lên nghe thì nghe cái tiếng khóc nức nở trong đầu dây bên kia, một người phụ nữ khóc. Tôi cố để lắng nghe và nói thôi ai đây thì bình tĩnh cho tôi biết, có chuyện gì nói đi, bởi vì khuya rồi để tôi ngủ nhá, có chuyện gì nói đi. Chị tên là cha ơi, hai lần cha ơi chuyện gì con? Con là người ở Bảo Nham, con học trò xưng tội thời cha, các thầy. Con đang ở bên này, con khổ lắm cha ơi. Nước ngoài đang mà đi khổ. Con khổ lắm cha ơi, con mấy bữa này không ăn không ngủ được. Và con nghỉ, con lè với gặp cả cha mà con nghỉ. Và con xin được số điện thoại của cha, con gọi đây. Con nói đi, con đã mang thai hai đứa trong bụng cha ơi. Và con đã đến bệnh viện để khám, xét nghiệm, khổ lắm. Các bác sĩ tài giỏi đều có kết luận là hai đứa con trong bụng của con bị đau. Mà họ khuyên là bây giờ chỉ phải bỏ đi mà cứu mẹ.
đẻ ra là hai đứa ngơ ngất không nổi được đâu, bị đau. Tôi nói thôi con bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi, bây giờ con có nghe cha nói này, con có tin vào Chúa không, tin quyền năng của Chúa không? Dạ con tin. Con có tin lời bầu cử của Đức Mẹ không? Dạ con tin. Bây giờ thế này, thôi thì cũng có thời gian để nói nhiều, con hãy nhớ lời cha. Bắt đầu dư này, con lâm dấu đi, rồi mỗi tối trước khi đi ngủ con đọc cho cha 10 kinh kính mừng, một kinh lạy cha, 10 kinh kính mừng thánh danh, và con cầu nguyện với Đức Mẹ. Con nói rằng này, con dâng hai đứa con trong bụng con cho Mẹ. Rồi bây giờ cha hỏi này, khi con đọc đó thì con hoàn toàn phó thác. Bây giờ khi này con nói bác sĩ khám xét nghiệm nói là bị đau, thế bây giờ cha cho rằng đó là đau thật, hay là cụt tay hay là cụt chân đi, thế bây giờ cái chuyện để làm cho con được khỏi đau hay là lành tay hay là lành chân trở lại bình thường, chú có làm được không? Này con tin làm được. Rồi cầu nguyện đi, thực hiện đi và con ngủ đi. Mà cha nhắc một điều, con không được phá hai cái thai đó. Dạ con dừ, con tin. Anh chị em biết khoảng một tháng sau, chị ta đã lên khám lại, xét nghiệm lại, các bác sĩ ngỡ ngàng. Ô, hai cái thai, tại sao lại bình thường như thế này? Và bảo cho chị mừng quá, chị chưa tin lắm. Bây giờ phải lấy máu, lấy đồ gửi sang bên Hoa Kỳ, bên Mỹ để xét nghiệm thêm. Và gửi sang thì 14 ngày sau, 15 ngày sau họ gửi kết quả về. Bên tê cũng phê chuẩn là hai thai nhi đều phát triển bình thường. Thương bảo anh chị em, và thế rồi đến ngày sinh, chị đã sinh được hai cô con gái xinh xắn đẹp đẽ. Và chị nói con sẽ hứa về Việt Nam để kể cho mọi người nghe, và con sẽ lâm chứng rằng đây là việc Đức Mẹ thương con và nhờ lời cầu nguyện qua kinh Mân Côi. Và cách đây hơn vài tháng chị có về và đã thực sự nói lên điều đó. Thương bảo anh chị em, giá trị của kinh Mân Côi cao vời như vậy đó. Cầu nguyện bằng kinh Mân Côi có ý thức, chúng ta sẽ thấy được cái giá trị như vậy đó. Tại sao chúng ta lại bỏ qua? Tại sao chúng ta lại coi thường được? Là người Đức Lân, là người Tân Lập, là người con của giáo phận Vinh, là dùng vùng miền mà chúng ta được coi là đạo đức bình dân bằng chuỗi kinh Mân Côi. Anh chị em cứ làm đi, cứ tin tưởng đi, bởi vì không có gì mà Chúa không làm được. Như lời sự thần nói với Đức Mẹ, và Đức Mẹ đã chấp nhận hoàn toàn tín thác, để rồi quá lời của Mẹ, cô dâu chú rể đã được khỏi cái bí, gia đình trở nên rạng rỡ hơn, bởi vì rượu sau khi làm phép là ngon hơn rượu tiệp lúc ban đầu. Đức Mẹ luôn luôn can thiệp có giá trị, và khi chúng ta kêu danh cầu Đức Mẹ thì tất cả mọi người sẽ có giá trị. Ngay cả một con chim, ông bà anh chị em biết, mà khi nhắc đến tiếng Maria nó cũng được giải thoát. Một cái thầy dòng kia có nuôi một con sáo, con trâu trảo đó, tập nói đó, và cũng dạy cho nó là Ave Maria. Nó nói được Ave Maria, hay quá, đẹp quá. Thế là một lần thầy đi khỏi cái chuồng chim bò đó thì một kẻ xấu đến mở chuồng ăn trộm. Mà câu chuyện là khi bắt chim rồi thầy rất là buồn, bởi vì con sáo nuôi lâu năm gần gũi như thế mà hôm nay bị nó bắt mất rồi. Ai bắt đây, trời ơi tiếc quá. Đang lo, đang buồn. Mấy ngày sau thầy cũng ăn ngủ được. Bỗng dưng con sáo nó bay về nhà của mình. Và chưa hết, cái người ăn trộm cùng đến để thú luôn. Thú với thầy, thầy ơi, con sáo của thầy là con bắt con ăn trộm đó, nhưng mà con đã đưa đi bán mà nó vứt nó ra được. Bây giờ con cũng áy náy, con đến thú với thầy, con chính là người ăn trộm. Thầy hỏi lý do sao mà anh lại thả được. Thưa thầy, trong lúc con đang túm để đi bán cho người nuôi chăm sóc thích cái loài những con sáo biết nói như thế này, thì con đi dọc đường đang túm thế này mà thấy nó cứ hét Ave Maria, Ave Maria. Tự nhiên con nghe hay quá, con tự nhiên bỗng nhiên con thả tay mà kể con nó biết kêu cả. Nó bay ra. Thưa cha, thưa thầy, hôm nay con xin thú thật là con chính là người bắt. Và chính khi cái tiếng con sáo hét lên rằng Ave Maria thì con đã thả ra mà con không biết. Con không có ý thả ra đâu, mà tự dưng tay con buông ra cái. Thưa cộng đoàn, một vài cái dẫn chứng để chúng ta thấy được cầu nguyện bằng kinh Mân Côi rất có giá trị. Mong rằng anh chị em nói chung với những người hiện diện ở đây, chúng ta nhớ đừng bao giờ coi thường kinh Mân Côi.
được phép thay lời cho các cha hiệp y ở đây, cũng một lần nữa mong muốn tất cả anh chị em đừng rời Kinh Mân Côi, bởi vì Kinh Mân Côi có giá trị như thế đó, Kinh Mân Côi có hiệu lực như thế đó, và Kinh Mân Côi dễ đọc, dễ ngắm, dễ nguyền, và bất cứ lúc nào ta cũng thể làm được. Đọc được nhiều thì tốt, mà không ít cũng được, nghĩa là chúng ta làm cho có ý thức thì bao giờ nó cũng có giá trị, dù đó chỉ là một kinh kính mừng có giá trị để cứu vãn các linh hồn. Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi chúc lành cho giáo xứ chúng ta, giáo họ chúng ta, và chúc lành cho anh chị em tiếp tục sống những ngày còn lại của tháng Mân Côi trong cái tháng 10 ngoại thường truyền giáo bằng Kinh Mân Côi, cầu nguyện với Kinh Mân Côi mà Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta, Đức Giám mục Giáo phận Ra Thứ chúng mời gọi chúng ta. Thì tôi nghĩ rằng kết thúc Kinh Mân Côi sẽ mang lại niềm vui hữu ích cho chúng ta, đặc biệt nhất là niềm vui thiêng liêng và dấu chỉ cho phần rỗi linh hồn. Amen.